Xin chào các bộ của Điểm Áp của bản đồ tiếp cận. Mình hiện có mặt tại Hà Nội và đây là phố Tràng Tiền. Bên trong là Tràng Tiền Plaza. Mình đến đây để mà trải nghiệm cũng như là chia sẻ với các bộ xem là khu vực này có những cái hạng mục thuận tiện cho người khuyết tật, đặc biệt là những người đi xe lăn như thế nào. Chúng ta hãy cùng khám phá ngày hôm nay nhé. Bữa nay mình ra Hà Nội. Đây là một cái banh mà nó mang cái logo của Đi Máu, gọi là banh một tiếp cận. Không biết là ở Hà Nội mình thời gian thì cái mức độ mà tiếp cận hay là thuận tiện ở các cái công trình công cộng đối với người đi xe lăn này và đối với những người đi nói chung nữa thì nó sẽ như thế nào? Thực ra em thấy là cũng tùy từng nơi. Hiện giờ thì hầu như những cái cơ sở hạ tầng mới họ đều lưu ý tới việc là tiếp cận dễ dàng hơn cho người khuyết tật. Tuy nhiên có những điều mà nó làm như vậy chưa tới, ví dụ như là cũng là cái đường dốc đó mọi người lại làm nó hơi dốc quá, hay là với cái vật liệu mà nó hơi trơn làm cho xe lăn đi lên không có cái cảm giác an toàn, nó cũng khó là để cho cái bánh xe nó bám lên. Bên cạnh đó thì không phải thang máy nào cũng có chữ nổi hay là có loa thông báo, hoặc là anh có thể thấy là như hồ Gươm mà chúng ta đang ở đây thì cũng có những cái đoạn mà có một cái ngờ nổi để người kiểm định, nhưng mà nó chỉ là một đoạn thôi và nó cũng không dẫn tới đâu cả. Thì cũng có, nhưng mà để mà thực sự tiếp cận được thì em nghĩ là cũng cần phải nâng cấp hơn nữa để người khuyết tật có thể là thực sự hòa nhập vào cái cuộc sống và không cần quá phụ thuộc vào những xung quanh. Những cái vấn đề của người khuyết tật hiện nay ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng còn rất là nhiều hạn chế. Thực ra là những cái công trình khi mà nhà nước họ xây dựng cả cái công trình sớm gần đây đó, thì nó đáp ứng được cái nhu cầu của người khuyết tật để khi mà di chuyển ở các cái công trình công cộng. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là chưa đồng bộ, các cái công trình làm sớm thì nó không đáp ứng được cái nhu cầu của người khuyết tật. Nhưng mà những cái mà làm mới tốt cho người khuyết tật nên chỉ những cái này nó không đồng bộ với nhau, nó chiếm tỷ lệ từ 10 đến 20%. Thấy nó đà lối đi vào cho người khuyết tật, tuy nhiên mà để mà lên cái tầng trên thì gần như là không có, hoặc là cái nhà vệ sinh chẳng hạn thì có lối đi vào nhưng mà nhà vệ sinh thì không đáp ứng được cái nhu cầu của nhiều đối tượng là người khuyết tật khác nhau, thì đó là một cái vấn đề mà khó để tiếp cận đối với người khuyết tật. Điểm đến tiếp theo của chúng ta hôm nay là thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Trong những năm qua thì Đà Nẵng đã có nhiều cái hỗ trợ cho người khuyết tật, và một trong những cái đó là về vấn đề tiếp cận các công trình công cộng. Ví dụ có Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Hoàng Sa. Bên cạnh đó thì hầu như tất cả các tuyến đường chính đều có hạ bó vỉa tại các góc ngã tư để cho đảm bảo cho xe lăn có thể tiếp cận được. Trong năm ngoái thì Đà Nẵng cũng đã có hai cái đường xuống biển cho người khuyết tật. Tuy nhiên bên cạnh đó còn những cái hạn chế như là chưa có những cái biển báo chỉ đường cho những người khiếm thị, hoặc là chỉ trên tuyến xe buýt cho người khiếm thính. Và cũng chưa có những cái bãi đỗ xe dành riêng cho người khuyết tật. Tại các bến tàu du lịch ấy, thì người khuyết tật, nhất là người đi xe lăn thì cũng chưa thể tiếp cận được. Chào mừng đến. Về những công trình công cộng và trái tiếp cận cho người khuyết tật, trước năm 2011 chưa có cái luật người khuyết tật, cũng như chưa có cái thành ở trong thành phố này cũng chưa phát triển được. Thì thành phố Cần Thơ nói riêng và tỉnh nói chung chưa có một cái công trình nào mà đỡ mà cho người mà khuyết tật đỡ mà được mà tiếp cận. Không thể tiếp cận được với các cái công trình vệ sinh công cộng và đặc biệt là các trường học, y tế. Từ khi mà có quyết định 1019 của Thủ tướng Chính phủ và đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, các nhà văn hóa, các xã thì đã làm đường tiếp cận, và đặc biệt là từ khi mà đưa triển khai cái dự án giai đoạn 1 nâng cao nhận thức của cộng đồng thì trên địa bàn tỉnh nói chung cũng có một số công trình thay đổi, chẳng hạn như là cái khu giải trí của FLC, rồi là một rồi bên
thì Sở Giao thông Vận tải đã đầu tư mua 2 chiếc xe buýt để tiếp cận. Mình đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một trong những đường phố mà được xem là nơi công cộng tiếp cận thuận tiện cho người khuyết tật. Cái hạng mục nó rất phù hợp với người khuyết tật. Như là nếu như các bạn muốn đi sang đường thì có thể là bấm vào một cái nút bấm ở trên cái phần xin qua đường. Người khiếm thị thì có những cái vạch chỉ dẫn dành cho người khiếm thị. Tuy nhiên là ở thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những cái công trình mà tiếp cận hoàn toàn thuận tiện cho người khuyết tật thì vẫn còn rất nhiều những công trình mà vẫn chưa gọi là chưa có thân thiện với người khuyết tật. Ví dụ có thể kể đến như là trạm xe buýt Hàm Nghi. Mặc dù là có một cái đường dốc dành cho xe lăn đi lên, tuy nhiên là nhà vệ sinh thì người khuyết tật hoàn toàn không thể nào vào được. Và một số nơi vỉa hè cũng bị lấn chiếm bởi xe máy. Đặc biệt là những người đi xe lăn sẽ không thể nào đi trên vỉa hè được, mà phải bắt buộc là phải đi xuống dưới lòng đường. Và điều đó nó rất là nguy hiểm đối với cái người khuyết tật. Nhà vệ sinh 5 sao là có thiết kế phù hợp với người khuyết tật. Tuy nhiên để vào sử dụng được nhà vệ sinh 5 sao đó, bạn phải đi qua một cái bậc rất là cao. Và như vậy nó cũng đã cản trở người khuyết tật ngay từ đầu. Và chúng tôi hy vọng rằng thực hiện cái video clip này để giúp cho mọi người hiểu hơn về tầm quan trọng của cái việc làm sao để chúng ta tạo thuận tiện cho người khuyết tật. Và khi mà người khuyết tật có thể tiếp cận được các cái công trình công cộng, sẽ thuận tiện đối với cả những người cao tuổi, người phụ nữ mang thai, trẻ em và những người đẩy xe nôi nữa.